Sao rồi á? Ba nói đúng còn gì? Ba nói đúng rồi đúng không? Không phải, sai rồi. Thế ba nói thế nào mới đúng? Nói thế nào mới đúng nhỉ? Cái này là cái gì? Vitamin à? Đúng không? Vitamin. Thế không phải vitamin à? Thế bà nói lại theo con đi. Con nói lại. Này dưới dây ở kia. Vitamin. Vitamin. Correct him. You correct him. He says vitamin. He says it wrong. You correct him. Bà nói chuẩn luôn rồi đúng không?